Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 4 thân mến. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau chữa quyển đề kiểm tra tiếng Việt 4 tập 1 của cuốn sách Cánh Diều. Trong video ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện đề kiểm tra cuối kỳ số 12. Một La Mã, kiểm tra đọc 10 điểm. Một Nhỏ, đọc thành tiếng 4 điểm. Với phần đọc thành tiếng này thì sẽ có hai yêu cầu thực hiện như sau. Thứ nhất, các em sẽ đọc thành tiếng bài đọc Nhà Bác Học của Đồng Ruộng, trang 104. Sau đó, các em sẽ trả lời câu hỏi. Những chi tiết ở đoạn 2 cho thấy ông Lương Định Của sống và làm việc như thế nào? Với yêu cầu thứ nhất của phần đọc thành tiếng thì các em sẽ mở sách giáo khoa lớp 4 tập 1 của cuốn sách Cánh Diều, trang 104. Sau đó, các em sẽ đọc thành tiếng bài đọc Nhà Bác Học của Đồng Ruộng. Khi đọc thì các em sẽ chú ý đọc to, rõ ràng, trôi chảy, phát âm đúng. Các em sẽ chú ý ngắt nghỉ hơi theo đúng dấu câu và nhấn giọng theo đúng văn cảnh của bài đọc và lời nói của nhân vật. Tiếp theo thì các em sẽ thực hiện câu hỏi. Những chi tiết ở đoạn 2 cho thấy ông Lương Định Của sống và làm việc như thế nào? Thì với câu hỏi này, dựa vào nội dung của bài đọc trong sách giáo khoa thì các em sẽ thực hiện như sau. Những chi tiết ở đoạn 2 cho thấy ông Lương Định Của sống và làm việc rất giản dị. Ông làm việc trong một phòng đơn sơ, ngoài giờ lên lớp thì sắn quần lội trên những cánh đồng để làm thí nghiệm. Đây là đáp án cho câu hỏi của phần một nhỏ đọc thành tiếng. Tiếp theo, hai nhỏ đọc hiểu 6 điểm. Với phần đọc hiểu này thì các em sẽ quan sát và đọc nội dung của bài đọc chàng rể hay chữ. Sau đó, dựa vào nội dung của bài đọc thì các em sẽ thực hiện được các câu hỏi của phần đọc hiểu. Trước tiên, cô sẽ đọc cho các em nghe nội dung của bài đọc chàng rể hay chữ. Một phú hộ muốn chọn cho con gái cưng của mình một người chồng hay chữ. Ở cùng làng, có một anh nông dân mồ côi cha mẹ. Khi biết nhà phú ông muốn kén rể, anh ta đến nhờ ông Mai lo việc mối lái cho mình. Khi được ngỏ ý, vì tin tưởng ông Mai, phú hộ nhận lời với điều kiện anh nông dân phải ở rể 3 năm. Nếu anh ta là người hay chữ, biết làm ăn thì phú hộ sẽ cho làm lễ cưới rước dâu. Một hôm, cha vợ, chàng rể lại lên dãy tiếp. Trời nóng, lão phú ông đưa tay lên che đầu và ra câu đối. Ngũ duyên lai định thượng, anh con rể lúng túng đưa tay vỗ vào bụng cái bạch rồi bỏ ra về. Lão phú hộ không hiểu anh chàng rể đối thế nào, phải lò dò đến ông Mai, giận dữ nói. Tôi thật chẳng hiểu gì cả, có thế mà ông cũng không biết. Nó đối thế là hay quá, ý nó là phúc trung tất thư tịch, trong bụng có chứa rất nhiều chữ nghĩa. Từ đây về sau, ông chẳng nên thử tài nó nữa. Nó mà giận bỏ về thì tôi không chịu trách nhiệm nữa đâu. Từ đó về sau, lão yên tâm không thử tài chàng rể nữa. Hết thời hạn ở rể 3 năm, anh nông dân được lão phú hộ tổ chức đám cưới linh đình. Bao nhiêu phí tổn lão chịu hết. Bên làng biết được cười rằng, rốt thôi rốt đặc cán mai, gặp may chàng cũng thành trai lão làng. Bài đọc sưu tầm. Như vậy thì cô đã vừa đọc cho các em nghe nội dung của bài đọc chàng rể hay chữ. Dựa vào nội dung của bài đọc thì cô và các em sẽ thực hiện các câu hỏi như sau. Câu 1. Anh nông dân có hoàn cảnh như thế nào? 0,5 điểm. A. Anh nông dân nhà nghèo, mồ côi cả cha lẫn mẹ. B. Anh nông dân mồ côi cả cha lẫn mẹ nhưng nhà rất giàu. C. Anh nông dân văn hay, chữ tốt, nhà rất giàu. Và D. Anh nông dân được bố mẹ yêu thương, nhà rất giàu. Với câu 1 này thì khi các em đọc bài đọc các em sẽ thấy rằng anh nông dân có hoàn cảnh đó là nhà rất nghèo và mồ côi cả cha lẫn mẹ. Thì các em sẽ khoanh tròn ở câu 1 đáp án A. Câu 2. Phú ông đã thử tài anh nông dân bằng cách nào? 0,5 điểm. A. Ra điều kiện cho anh nông dân phải ở rể 3 năm. B. Bắt anh nông dân hàng ngày lên dãy để thử tài anh nông dân. C. Ra câu đối ngũ duyên lai định thượng để thử tài anh nông dân. Và D. Bắt anh nông dân làm thơ để thử tài văn chương. Với câu 2 này thì trong một lần lên dãy, phú ông đã thử tài anh nông dân bằng cách đó là đã ra câu đối ngũ duyên lai định thượng để thử tài anh nông dân và xem anh đối lại như thế nào. Như vậy thì trong câu 2 em sẽ chọn đáp án C. Câu 3. Qua câu chuyện, em thấy anh nông dân là người như thế nào? 0,5 điểm. A. Anh nông dân là người hám của cải vật chất và danh lợi. B. Anh nông dân là một người chăm chỉ và chịu khó. C. Anh nông dân là một người chăm chỉ, thông minh, hay chữ và đầy mưu trí. D. Anh nông dân là một người chăm chỉ và thật thà. Trong câu thứ 3 thì các em sẽ thấy rằng qua bài đọc thì anh nông dân là một người rất chăm chỉ, thông minh và anh cũng hay chữ và đầy mưu trí. Bởi vì khi mà
Phú ông thủ tài anh nông dân thì anh đã đối bằng cách là anh không đối lại ngay bằng câu thơ mà anh chỉ vào bụng của mình để cho ông phú ông phải băn khoăn và thắc mắc rất nhiều và để đi hỏi ông mối xem anh đối như thế có nghĩa là như thế nào. Như vậy thì trong câu 3, các em sẽ chọn đáp án C. Anh nông dân là một người chăm chỉ, thông minh, hay chữ và đầy mưu trí. Tiếp theo, câu 4. Hãy thêm dấu ngoặc kép vào chỗ thích hợp trong đoạn văn sau. Một điểm, đoạn văn như sau. Qua tác phẩm Buổi sáng mùa hè trong thung lũng của tác giả Hoàng Hữu Bội, em cảm nhận được một buổi sáng thật bình yên trên những bản làng với những cảnh vật thật đẹp. Đoạn văn sưu tầm. Vậy thì trong câu 4 này, các em sẽ thấy có tên của tác phẩm, đó là Buổi sáng mùa hè trong thung lũng. Thì các em sẽ sử dụng dấu ngoặc kép để đánh dấu tên của tác phẩm này. Và như vậy thì dấu ngoặc kép ở trong đoạn văn được sử dụng với tác dụng, đó là đánh dấu tên tác phẩm. Thì các em sẽ đánh dấu, sẽ thêm ở trong bài tập của mình giúp cô. Câu 5. Em hãy khoanh tròn vào các động từ trong đoạn văn sau và cho biết đó là động từ gì. Một điểm, đoạn văn như sau. Thỉnh thoảng muốn thử sự lợi hại của những chiếc vuốt, tôi co cẳng lên, đạp phanh phách vào các ngọn cỏ, những ngọn cỏ gãy rạp, y như có nhát dao vừa lia qua. Đoạn văn trích trong tác phẩm Bài học đường đời đầu tiên của tác giả Tô Hoài. Với câu số 5 này, dựa vào kiến thức mà các em đã được học về động từ, các em sẽ khoanh tròn được các động từ có trong đoạn văn như sau. Trước hết, các em quan sát trong đoạn văn sẽ có các động từ như sau. Động từ muốn, động từ thử, động từ co cẳng, động từ đạp, động từ gãy và động từ lia qua. Trong đó thì các em sẽ thấy có động từ muốn là động từ chỉ trạng thái. Các động từ còn lại sẽ là động từ chỉ hoạt động. Vậy các em sẽ ghi vào ở trong của bài tập của mình giúp cô. Đây là đáp án ở trong câu số 5. Các em sẽ ghi vào trong của bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo, các em quan sát câu số 6. Em hãy tìm danh từ chung và danh từ riêng trong đoạn văn sau rồi điền vào bảng. Một điểm. Đoạn văn của chúng ta như sau. Bỗng có một con rồng lửa từ đâu bay lại. Đuôi nó ở vùng núi Ngọc Linh. Cái đầu đã ở vùng Hồ Lắc. Con rồng cứ quần đảo phun lửa mấy tháng liền. Đoạn văn trích trong tác phẩm Sự tích hai mùa trên Tây Nguyên, phỏng theo chuyện cổ các dân tộc ít người. Vậy thì với câu số 6 này, các em quan sát sẽ thấy có hai danh từ riêng trong bài đọc, đó là từ Ngọc Linh và từ Hồ Lắc. Các em sẽ ghi hai từ này vào trong cột danh từ riêng giúp cô. Với ba danh từ chung thì các em sẽ có thể ghi các từ như sau. Con rồng lửa, đuôi và cái đầu. Đây là những danh từ riêng và danh từ chung các em sẽ điền vào bảng ở trong câu số 6. Tiếp theo, câu số 7. Em hãy viết một đoạn văn từ 3 đến 4 câu giới thiệu một lễ hội ở quê em và có câu chủ đề đặt ở cuối đoạn văn. 1,5 điểm. Với câu số 7 này thì cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện như sau. Trước tiên, các em sẽ xác định câu chủ đề mà các em sẽ định viết trong đoạn văn là câu nói về lễ hội gì và chúng ta sẽ sắp xếp để câu chủ đề nằm ở cuối đoạn văn. Các câu ở phía trên thì các em sẽ triển khai các ý của câu chủ đề. Ví dụ, câu chủ đề sẽ nói về lễ hội gì thì ở trong các câu văn triển khai ý các em sẽ nêu ra những hoạt động ở trong lễ hội đó. Cô sẽ có một đoạn văn mẫu để gợi ý các em biết được ở trong câu số 7 như sau. Hội thi văn nghệ cồng chiêng được tổ chức trong sân đình. Các chị đánh cồng trông thật xinh xắn, trẻ trung. Tiếng cồng chiêng nhịp nhàng vang lên. Lễ hội cồng chiêng là lễ hội tưng bừng nhất của bà con dân tộc Mường ở Mai Châu, Hòa Bình. Đây là đoạn văn mẫu mà cô hướng dẫn các em để các em có thể viết được một đoạn văn từ 3 đến 4 câu giới thiệu một lễ hội ở quê em. Ở trong đoạn văn của cô thì sẽ có câu chủ đề ở cuối đoạn, đó là lễ hội cồng chiêng là lễ hội tưng bừng nhất của bà con dân tộc Mường ở Mai Châu, Hòa Bình. Dựa vào đó thì em sẽ viết một đoạn văn về lễ hội quê em vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo các em quan sát mục 2 la mã, kiểm tra viết 10 điểm. Một nhỏ chính tả nghe viết 10 điểm. Một nhỏ chính tả nghe viết 4 điểm. Với phần chính tả nghe viết này thì các em sẽ nghe cô đọc nội dung của đoạn trích Chiều mùa hạ. Sau đó các em sẽ ghi vào trong vở bài tập hoặc giấy kiểm tra. Trước tiên thì cô sẽ đọc cho các em nghe nội dung của đoạn trích. Chiều mùa hạ, trích, con chim sơn ca cất lên tiếng hát tự do, tha thiết đến nỗi khiến người ta cũng phải ao ước. Giá mà mình có một đôi cánh, chạy khắp cánh đồng là nắng chiều vàng dịu và thơm hơi đất, là gió đưa thoang thoảng hương lúa, đang ngậm đồng và hương sen. Đoạn trích theo tác giả Đỗ Chu. Như vậy thì cô đã vừa đọc cho các em nghe đoạn trích Chiều mùa hạ. Các em sẽ viết vào trong vở bài tập hoặc giấy kiểm tra của mình. Khi viết thì các em sẽ viết thật sạch đẹp, cẩn thận, nắn nót và đúng chính tả các em nhé. Tiếp theo, các em quan sát phần 2 nhỏ, tập làm văn 6 điểm. Yêu cầu, em hãy viết bài văn tả một vườn rau.
Với bài tập này thì cô sẽ có gợi ý chi tiết cho các em như sau. Mở bài, các em sẽ giới thiệu về vườn rau mà em muốn tả. Thứ nhất, nhà em có một khu vườn nhỏ trước nhà. Trong vườn, mẹ em trồng rất nhiều loại rau khác nhau. 2. Các luống rau mẹ em trồng rất xanh tốt. Mỗi khi ra vườn phụ mẹ, em lại cảm thấy thích thú. Tiếp theo, sau phần thân bài, đầu tiên các em sẽ tả bao quát vườn rau. 1. Vườn rau có hình chữ nhật. 2. Lối đi giữa các luống rau được mẹ xếp bằng những viên gạch đỏ đan chéo vào nhau, vừa đẹp mắt lại thuận tiện cho việc đi lại để chăm sóc vườn rau. Tiếp theo, em sẽ tả chi tiết vườn rau. 1. Mỗi luống trồng một loại rau khác nhau. 2. Mẹ trồng rau cải xanh ở luống thứ nhất. Từng cây rau cải xanh mướt đang thi nhau mọc lên rất đều và đẹp. 3. Luống thứ hai, mẹ trồng rau xà lách và các loại rau thơm xen kẽ giữa những cây xà lách, đó là những bụi rau mùi ta thơm phức. Luống thứ ba, mẹ trồng cà chua, những quả cà chua to tròn, chín mọng đỏ rực cả một góc vườn. Tiếp theo, các em sẽ tả hoạt động của em với vườn rau. 1. Chiều đến, em thường theo mẹ ra vườn tưới nước, nhổ cỏ và bắt sâu. 2. Có lúc em còn theo mẹ ra vườn hái rau. 3. Có khi em ra vườn chỉ để ngồi ngắm khu vườn xinh đẹp, thành quả chăm sóc của cả nhà. Kết bài, các em sẽ nêu tình cảm cảm nghĩ của em về vườn rau. 1. Nhờ có khu vườn nhỏ này mà mỗi bữa ăn của gia đình em đều có cơm ngon, canh ngọt. 2. Em rất yêu khu vườn nhỏ xanh mướt, đầy sức sống của nhà mình. Vừa rồi là phần gợi ý chi tiết để các em có thể viết được một bài văn tả một vườn rau. Thì các em sẽ dựa vào gợi ý này để viết một bài văn tả vườn rau ở trong vở bài tập hoặc giấy kiểm tra của mình. Khi viết thì các em sẽ chú ý viết thật cẩn thận, nắn nót, sạch đẹp và đúng chính tả các em nhé. Như vậy, cô đã vừa hướng dẫn các em thực hiện xong các câu hỏi của đề kiểm tra cuối kỳ số 12. Ở các video tiếp theo, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em thực hiện các câu hỏi trong cuốn Đề kiểm tra tiếng Việt 4 tập 1 của cuốn sách Cánh Diều. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video lần sau.